Trên tay của Kha đây chính là trùy tinoin 0,1% dạng gel của nhà Ares do Ấn Độ sản xuất. Tuy nhiên hiện nay thì ở trên thị trường Việt Nam có nhiều loại trùy tinoin. Nhưng mà Kha thấy em này là một trong những em mà có tác dụng thần kỳ ở trên da của chúng ta. Nó giúp cho da của chúng ta đẹp lên hơn mỗi ngày. Và đặc biệt là có thể điều trị được mụn, điều trị được những cái vấn đề tiêu cực về da nè À, và đặc biệt là những người bị thâm nám tàn nhang bị lão hóa rồi đó thì sử dụng em này trên cả tuyệt vời vậy thì ngày hôm nay kha sẽ mổ sẻ em này đương nhiên video clip ngày hôm nay cũng là một trong những video mà kha đã trải nghiệm từ chính bản thân của mình và kha muốn nói lên những gì mà kha đã trải qua em này và kha không có nhận quảng cáo cho một nhãn hàng nào hết cho nên mọi người hãy xem thật kỹ video clip ngày hôm nay nha Trước tiên chúng ta sẽ nói về nhược điểm của em này. Thì cái nhược điểm đầu tiên á khi mà Kha thoa em này lên trên da thì cái cảm giác da của Kha là nó nóng, nó nóng lên nha. Giống như là mình đổ cái 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 cái, cái, cái lượng nước ấm khoảng 40 độ C lên da của chúng ta vậy đó mọi người. Cái nhược điểm thứ hai là khi mà thoa em này lên trên da thì Kha có cái cảm giác có cái mùi gì đó nó hắt lên rất là khó chịu bởi vì ở trong thành phần hóa học của em này có chất là cồn béo đó mọi người cho nên cái mùi cồn đó nó hắt lên mũi của kha khó chịu kinh khủng luôn nha đó. cái mùi hắt của nó để coi kha nhớ lại xem nó giống như là một cái mùi gì đó mà nó ngậy ngậy nó hắt lên đó, nó kinh khủng lắm cái nhược điểm thứ ba là do trong thành phần của em này có cồn béo cho nên khi mà chúng ta apply trên da của chúng ta thì mọi người sẽ thấy cái tình trạng thứ nhất là nó đẩy mụn lên nè à. Cái thứ hai nữa, da của chúng ta sẽ bị khô nè, bị mất nước nè, bị bong chóc nè, bị đỏ rác nè và thậm chí là bị kích ứng kinh khủng lắm mọi người. Do em này nó làm cho da chúng ta bị kích ứng cho nên cái nhược điểm thứ tư là làm cho da của chúng ta dễ bị bắt nắng, dễ bị xỉn màu đó mọi người. Cái nhược điểm thứ năm là do cái dược lực của em này nó quá mạnh cho nên cái khả năng điều trị của nó trên da chúng ta những vấn đề tiêu cực sẽ bị loại bỏ tuy nhiên do thành phần của nó là nó quá trời nhiều chất mạnh cho nên khang nghĩ rằng nó có thể là tiếp cận với cái lượng mà người tiêu dùng rất là ít đó mọi người tại vì người ta sẽ sợ cái dạng nó bị kích ứng cái nhược điểm thứ sáu là cái nhược điểm này kha nghe cũng mắc cười nhưng mà thực sự là kha trải nghiệm qua thì kha cũng thấy là như vậy à, mỗi lần mà kha dùng em này mọi người là thật sự là kha phập phòng lo sợ nha cái cảm giác đó là lúc đầu thì lo sợ là mình ăn không ngon ngủ không yên đâu mình mình cứ nghĩ quanh quẩn quanh quẩn trong đầu của mình mình nói là à, sử dụng cái bà này không biết là da của mình nó có chịu nổi hay không 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 biết là nó có đẹp hơn hay không mà sao nhiều người review sợ quá với lại mình thoa lên trên da mình thấy sao mà nóng quá rồi cái mùi của nó kinh khủng quá rồi mình thấy cái dược lực của nó mạnh quá mình cứ lo sợ hoài mình nói trời ơi không biết là đẹp hay không mà sử dụng em này mà không đẹp một cái một nó banh cái mặt là rồi bỏ luôn <laughs> và cái nhược điểm thứ bảy á là cái chất gel của em này nó được bao bọc ở bên trong một lớp kim loại nè mọi người ha nè mọi người nhìn nè nó chất gel được bao bọc ở bên ngoài cái lớp kim loại nè mà cụ thể là cái lớp thiết đó mọi người đó, mọi người nhìn thấy chưa cho nên khi mà chúng ta sử dụng đó mọi người chúng ta bóp bóp từ trên bóp xuống á thì lâu ngày á cái này nó sẽ bị nhăn nè mọi người, bị nhăn. Thì cái cái tiếp này là khai dùng cũng uh, tiếp thứ hai rồi, khai mới mua cho nên là mọi người không thấy cái tiếp kia thì kha quăng ở đâu kha không nhớ. À, khi mà mình sử dụng nhiều mình bóp á mọi người thì cái đầu trên này nó sẽ bị nhăn nheo mà khi mà chúng ta tận dụng hết chúng ta bóp chúng ta quấn lại á thì vô tình chúng ta dùng lực nhiều, mà dùng lực nhiều á thì sẽ làm cái cái lớp kim loại, lớp thiết bên ngoài nè, nó sẽ dễ bị nứt và làm cho cái lớp gel bên trong bị trôi ra ngoài. Và khi mà cái lớp gel bên trong trôi ra ngoài á, thì chúng ta không thể sử dụng được. Nói nhược điểm của em này xong rồi thì bây giờ chúng ta hãy nói đến ưu điểm của em ấy nha. Thứ nhất là cái khả năng trị thâm, nám, mụn, đồi, mồi, rồi những cái vấn đề mà lão hóa trên da thì em này làm rất là tốt mọi người nha. Những cái vấn đề mà tiêu cực trên da của mình á, thì mình thấy khi sử dụng em này á, hầu như là bị em ấy cuốn trôi hết và da của chúng ta sẽ trở nên sáng, bóng, mịn, không bị mụn và da của chúng ta sẽ rất là đẹp đó mọi người. Do trong thành phần của em này có chất axit stearic cho nên á, khi mà sử dụng em này á mọi người là kha tho lên trên mặt ha là nó mau thấm lắm tho lên trên mặt là khi mà chúng ta tho lên mặt ha là chúng ta có thể nhảy lên giường chúng ta ngủ liền luôn đó mọi người cái ưu điểm thứ ba là khi sử dụng em này mọi người, nếu như mà chúng ta biết cách sử dụng thì Kha cam đoan với mọi người một điều rằng trong vòng một tuần thôi là da của chúng ta sẽ đẹp lên trông thấy luôn đó mọi người. Cái ưu điểm thứ tư là khi sử dụng em này thì Kha để ý nha, em ấy không có kỵ với những cái sản phẩm treatment nào khác hết. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng em này thì chúng ta có thể sử dụng thêm nhiều cái sản phẩm mà kem dưỡng phục hồi chống nắng và những sản phẩm khác mọi người nha. Cái ưu điểm thứ năm giới giá bán khoảng 190k cho cái nồng độ là 0.025. Giá bán 210 cho nồng độ 0.05 và sản phẩm của Kha cầm trên tay là 0.1% thì có giá là 220k với 20g thì Kha thấy cái sản phẩm này khá là rẻ mọi người ha. Nếu như là học sinh sinh viên hoặc là trong cái giai đoạn mùa dịch này chúng ta À, không có tạo ra nhiều tiền á, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được em này mọi người ha tuy nhiên Kha cũng muốn à, khuyến cáo mọi người một điều rằng sản phẩm này ở trên thị trường có hàng giả rồi mọi người nha cho nên mọi người khi mua á, mọi người hãy lựa chọn một cái shop uy tín để mình à, trao mặt gửi vàng để da chúng ta đẹp lên chứ không thôi á, là à, tốn tiền mà mua phải sản phẩm hàng pha ke á, thì làm cho da của chúng ta xấu lên lắm đó mọi người với cái sản phẩm Tritinoin 0,1% dạng gel của Ares này Hoặc là à, cái nồng độ là 0.025 hoặc là 0.05 Phù hợp cho những làn da nào thì Kha sẽ trả lời luôn Ví dụ như là bạn có một cái làn da dầu nè Da hỗn hợp thiên dầu, à, da dầu mụn, da nhạy cảm, da thường Thì à, Kha cũng khuyên mọi người à, nên sử dụng em này nha Tại vì nó cũng khá là phù hợp á à, Tuy nhiên á là do cái dược lực nó quá mạnh Và ở trong này có chất à, cồn béo Cho nên khi mà sử dụng á Mọi người nhớ là phải sử dụng phục hồi và dưỡng ẩm mọi người nha à, Tiếp đến là da khô, da hỗn hợp thiên khô Thì à, có sử dụng em này được hay không? Kha cũng trả lời luôn là có thể sử dụng được mọi người ha nhưng mà khi sử dụng em này thì Kha thấy rằng da của những người thiên về da khô, da hỗn hợp thiên khô á, thì dùng em này sẽ khô thêm, cho nên mọi người nhớ là phải sử dụng một cái loại kem dưỡng ẩm, kem phục hồi dành riêng cho da khô mọi người ha, để khi mà sử dụng em này sẽ tránh được những cái tình trạng nó quá kích ứng đó mọi người. Nếu như mọi người hỏi cái em Tritinoin của nhà Ares dạng gel này À, được kha chấm điểm là bao nhiêu thì à, kha sẽ chấm em này ở cái số điểm là 9,5 trên 10 đó mọi người em này thực sự á, là một trong những loại truy tinoin mà nó có dược lực mạnh kinh khủng ở trên thị trường của chúng ta hiện nay à, nó là top 1 đó mọi người à, à, đáng lẽ là em này được 10 điểm nhưng mà do thành phần của em này có cồn béo cho nên là à, Kha chỉ cho em này 9,5 thôi. Như mà Kha à, có cơ hội mua lại thì Kha có mua lại hay không? Thì Kha xin thưa rằng là Kha sẽ mua em này lại dài dài. Bởi vì mọi người biết không, sử dụng em này ở trên da nó điều trị về những cái vấn đề ví dụ như là mụn trứng cá nè thì nó không có mọc lên ha. Mụn viêm nó cũng không mọc luôn. Rồi à, ví dụ như là những cái vấn đề như là thăm nám tàn nhang á thì mẹ của Kha là sử dụng em này á là cảm thấy là nó cái vết thâm nám mà nó sẽ mờ 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 mọi người thấy trong rõ luôn và đặc biệt là em này trị về những cái vấn đề lão hóa trên da thì cực kỳ tốt và đặc biệt là em này kha thấy là nó làm cho da của 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 kha mọi người là nó dày lên nha nó không có mỏng nha dày lên da sáng lên lỗ chân lông nhỏ kìm dầu và da của kha là mềm mịn hơn nè mọi người nhìn thấy chưa cái dạng nó là dạng kêu. Màu xanh như thế này Bây giờ ta sẽ lên mọi người xem này. Cái mùi cồn á nó đồng nặng lên liền đó mọi người. Đó, tay với thao bây giờ nó nó đang nóng lên đó mọi người ha. Đó, nhưng mà thoa cái này thì chút xíu tầm khoảng chừng một phút thôi là em ấy sẽ thấm ngay vào da của mình. Đó, mọi người. Tất cả các sản phẩm mình review đều có trong đây mọi người nha. Mọi người hãy bấm vào đường link màu đen đợi một tí thì qua đây có hết tất cả các sản phẩm mà mọi người cần.